Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì trong tập ngày hôm trước, chúng ta đã thu phục được em Tabulili rồi. Và mình cũng đã đạt được 13% Pokédex rồi nha. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành lên đường làm tiếp các cái nhiệm vụ, cũng như là thách đấu các trainer ở ngoài này luôn. Trời ơi, luyện rồi hả? Để mình kiểm tra coi điểm IV của em Latrier như thế nào rồi. À, điểm EV chứ. EV của em này là 233 thôi hả? Ôi, không đấu được nữa rồi. Có một em Mew tăng ở đây nè. Mình có em này chưa? Có vẻ là chưa có rồi. Chưa có thì bắt luôn bằng Nestborn đi. À, xa xa còn có một cái Duck Nest Tower ở ngoài kia nữa kìa. Nespern. Không thành công. Căng đấy. À, coi bộ cũng khó bắt quá ha. Vậy thì Liverpool thử coi. Trời ơi, nhìn level thấp như vậy nhưng mà khó bắt quá ha. Wow, phía bên mình có hai cái tòa đất nét thầu luôn à. Ủa, gì khó bắt quá vậy? Cấp thì thấp nhưng mà khó bắt quá hen. Rồi, vẫn tiếp tục là Liverpool. Ây chà, kèo này căng đó. Bắt không được thì tôi chuyển qua Zangu đi ha. Ây chà, chưa gì mới vào đã hùng hổ rồi. Cho còn một máu luôn nè. Mew tăng với tôi. Giỡn hả? Liverpool đi. Rồi trời, chuyển sang buổi tối rồi mọi người ơi, nhanh quá. Và Liverpool lần này thành công nha. Trời ơi, nó khó khăn. Đây, còn một em Smolip. Em này hình như mình cũng chưa có luôn. Chắc bắt luôn các bạn ơi. Đợi chờ gì nữa. Lần này phải xài Woodborn trước. Đó, phải chắc kèo. Và Whitbon thành công. Ngon lành cành đào luôn. Ôi, và chúng ta được thành tựu là bắt 20 25 em Pokemon hệ thường. Speed của em này đã 252 rồi, maximum rồi. Hiện tại mình chỉ còn speed của em Zacian là chưa maximum nè. Vậy là phải đi luyện em thôi mọi người ạ. Rồi, tạm thời tháo kiếm cho em đi. À, MC qua đồ này mình đã có rồi hả? Có rồi thì luyện luôn. Rất hay chỉ, ngon lành đó. Đó, tăng speed lên rồi nè. Em Ika này mình có chưa ta? À, có luôn rồi. Tôi cứ tưởng là chưa có. Trời, gì mà hú ghê vậy? À, có em gì đây? Đây là Delcatty. À, em này mình chưa có nè. Wow, em màu tím rất là dễ thương luôn. Rồi, bắt luôn bằng Whipple thôi nào. Wow, đeo cách ti các bạn ơi. Và Whipple thành công nha. Ngon lành cành đào luôn. Trời ơi, máy này luyện cấp cho Charizard cũng đã quá ha. Lên được cấp 52 luôn rồi nè. Không ngờ đó. Còn em Pokemon nào nữa không? Em này hình như là cấp 1 của em đeo cách ti hồi nãy nè. Đây là Skitty. Wow, siêu siêu cute, siêu siêu dễ thương luôn. Trên đồi nó có một cái đốm lửa gì đó mọi người ơi. Để mình chạy lên trển mình coi thử coi. Em Abra nè, em teleport ạ. Đây nè, đây nè. Trời ơi, chơi mà teleport với tôi. Bắt luôn một Whitbon nha. À, tới gần những em này là em teleport đi á các bạn ạ. Căng đấy. Rồi, Whitbon. Thành công luôn. Ngon lành canh đào. Ok. Để mình lên trên chỗ này mình coi thử coi. Có vẻ như là một cái điểm dừng chân gì đó. Ây da, trời ơi.
Ui ui, cái em Charizard này em hư quá. Hạ cánh không có đúng nơi gì hết. Wow, nhiều đồ phết đấy. Wow, chỗ này lại còn một cái tháp gì nữa. Có vẻ như là một trong những cái đen. Venusaur. Đã từ rất lâu rồi mình mới gặp lại Venusaur đó mọi người ạ. Wow, mega luôn nè, quá xịn luôn. Ơi, sacrifice em thôi. Trời ơi, chiêu này không ăn thua. Lava Plum. Ui cha, em cống máu mình kìa. Ghê quá. Chắc mình phải hồi lại máu thôi. Hồi lại máu cho NT trước. Chắc cú. Đó. Ui à, em này có máu đau đó các bạn ạ. Không có khinh thường được. Đâu thế nhở? Hồi lấy máu tiếp tục. Ok, tên này thì mình sẽ hồi lại full nè. Venusaur. Wow. Đỉnh sao con bò luôn. Lava Plum em nè. Trời ơi. À, em bị cháy rồi. Hay quá. Rất là tốt cho chúng ta luôn. Giờ thì hồi lấy máu thôi. Rồi, vẫn tiếp tục là Lava Plum nha. Trời ơi, em này công nhận em trâu kinh khủng các bạn ơi. Đó, em bút 6 cái gì kìa. À, còn 6% thôi, cố lên nào. Và lần này, dẫn cứu tở nghe chưa. Uầy, em rớt đồ cho mình nè. Nhiều đồ phết. Mình coi, à. Đây là những cái rêu hả? Em này rớt cả beetroot luôn. Ok, mấy cái này thì tạm cất lại đi. Chúng ta quan trọng nhất là cái đá mega này nè. Đây. Đá mega và đá Z. Nhìn đẹp vậy. Hùng vĩ thật sự các bạn ơi. À, cái gì đây? Cái gì đây? Một cái đen gì đó. Pokemon hệ nước hả? Hệ nước và hệ tâm linh. Uầy, em này là Veluza. Veluza. Mình có chiêu. Ấy, chết nhầm rồi. Ồ, cũng cấu được khá khá sát thương chứ bộ. Tiếp tục xài chiêu Grin này thôi. Chiêu này hệ bóng tối mà, chúng ta cứ xài thoải mái. Veluza. Ôi, dánh của tỏi chưa. Mới mất có hai cái thanh giáp thôi. Tiếp tục vẫn là chiêu Grin này nhá. À, còn 38% máu cơ. Cố lên, cố lên. Sắp hẹo em rồi. Rồi, dánh của tỏi nha. Wow. Em này rớt cho mình Ray Candy nè, ngon luôn. Em này xài Nest Ball là hợp lý nè. Của cái môn hệ nước mà. Đã thành công luôn. Hello, ngôi làng gì đây? Có gì hot không? Ôi. Rương nè. Lậm thôi. Lại là rương nữa nè. Đồ ăn không vậy? Ồ, có khá là nhiều những cái stumble stone ở đây ha. Ok, mình sẽ tạm cất vào. Ôi, xét đánh hoài vậy. Đây có đường lên trên không? À, có đường. Trainer cấp 12. Ở đâu ở đây vậy? Tôi sợ là mang tiếng ăn hiếp trẻ con lắm nha. Dừng gu với tôi nè. Có rương nè. Giấu giấu giếm giếm tôi. Trời, tôi nói nhiều đồ quá. Ok.
Ngân lên kênh đầu á. Ui xôi ôi, ui xôi ôi. Đồ đạc cực kỳ nhiều luôn. Bên này có thêm một trainer nữa và hết rồi. Trainer thì mình sẽ đi thách đấu luôn. Ra ticket. Dảnh cứ tỏ nghe chưa. Ủa, trời ơi, trainer gì có một em Pokemon vậy? Kỳ quá nha. Rồi, ok. Bên đây có một cái infuser hả? Máy nghiền. Thôi mình cứ để đó đi. Dưới đây có gì hot nữa không? Wow, đồ đạc nè, phải lấy. Khá là nhiều bóng luôn. Xùi ui, tôi nói đồ nãy giờ quá chừng quá đất luôn rồi. Quá đã. Hello, ông này bán cái gì đây? À, có bán Force Whip nè. Skill này mà học là mình đánh giá là cũng đáng 5 tiền mất gạo đấy. Nên là mình mua tầm 4 chiêu, 5 chiêu. Wow, Trainer đi đào mỏ. Ê, đây có phải là một trainer luôn không? Không, đây chỉ là dân làng thôi. À đây. Đứng lại. Ê, đứng lại, tính chạy đâu hả? Moonblast nè. Ui, Moonblast không xin nha. Trời, em còn hút máu lại mình nữa chứ. Chơi gì mà kỳ cục quá nha. Toxic Rod nè. Ngon lành đấy chứ. Hello. Ui, lại thêm trainer nữa các bạn ơi. Rất là nhiều trainer quanh đây luôn. Mình cứ đánh bại cho đủ cái đã. Về còn trả cái nhiệm vụ Shooting Star. Lee Park nè. Bạn nào nữa? Cúp Chu nè. Ushalin nè. Ui, Lefable hả? Em này hơi trâu. Nhưng mà vẫn dành của tỏi thôi. Bên này cũng có rương nữa nè. À, rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Tính giấu cái gì ở đây? Ui, giày xích luôn hả? Ngon lành. Tầng 2 có rương không? À, một cái rương giấu ở đây. Một cái kiếm aluminum. Chua. Xịn sò ấy chứ. Rồi, ba lô này full đồ rồi. Đổi qua ba lô đỏ thôi. Nhanh chưa? Chủ yếu là chứa những cái công cụ á, nên là nó mới nặng đồ á các bạn. Ủa, có một em Wicklet hả? Em giống đít địch quá ha. Ở vùng sa mạc thì có em đít lịch. Ở ngoài biển thì có em Wicklet. Hay đấy. Bắt luôn. Ủa. Trời. À, Ultra Wumhu ạ. Thảo nào mình nghe cái tiếng nó ghê ghê. À, chúng ta được thành tựu gì nữa đây? Uầy, bắt 10 Pokemon hệ nước hả? Đây là một em Pinkerching. Mình cũng chưa có luôn. Thôi thì bắt luôn các anh em. Whitbon ra trận. Pinkerching. Ủa, Whitbon không thành công nè. Hơi căng đấy. Vậy thì chuyển qua Zangu đi ha. Phone sweep em thôi. Dài. Mày khá là trâu đấy. Thêm một hit phone sweep nữa. Đó. Còn đúng 1% máu hay chưa. Wow, vậy là cái số lượng máu của này chắc đâu đó sắp xỉ 100 nữa ha. 100 hoặc là 100 nhỉnh thêm một tí. Em này không biết có hệ nước hay không. Thôi thì bắt thử bằng Dust Spawn thử coi. Chúng mình nó sáng sáng cái gì vậy ta? Hay là do cái cây đuốc của mình ta? Dust Spawn và thành công nè. Ngon chưa? Cái chỗ này nó có cái địa hình gì kỳ quá hả? Biết có kho báu rồi nữa không? Địa hình chỗ này hơi lạ. À,
Có một em Pontiac Spawn nè. Ây chà, lao vào luôn hả? Ghê đấy. Whipbon thôi nha. Ui, trời sắp sáng rồi. Mình tính đi bắt Suicune nhưng mà trời sáng rồi anh em ạ. Hơi su cà na rồi. Và Whipbon thành công. Tự nhiên nãy bị rớt ở cái Ocean Monument. Giờ tìm thêm một cái nữa hả? Một cái Ocean Monument khác nữa nè các bạn ơi. Mình gặp khá khá rồi đó ha. Ồ, vùng đất nắm. Ồ, vùng đất này cực kỳ giàu dinh dưỡng luôn. Cha cha. Bên kia không biết có em Pokemon gì đây. Dứt một phát luôn á chứ. Em này là Cloncher. Thôi, đóng băng em thôi. Icicle Crash. Trời ơi. Dảnh cứu tỏi luôn rồi. Nhiều loại bóng quá, mình kéo nó mỗi tay. Đã. Thành công nha. Trời ơi. Không biết vùng này thì có em Pokemon nào xịn không? Chúng ta cùng ghé thử coi. À, một cái đảo nhỏ thôi à. Oh, Shroomit anh em ạ. Này mình cũng chưa có luôn. Trời ơi. Sẵn tiện có dịp đi qua cái vùng đất này thì lẩm mém thôi. Uầy, thành công luôn. Và chúng ta được thành tựu là bắt 10 Pokemon hệ cỏ hả? Bên này mình thấy có thêm mấy em Pokemon gì đó nữa nè. Đây là Molun. Đấy nha. Bắt Molun luôn. Cứ Whipbon mà xả thôi. Thành công ngay. Hiện tại thì speed của Zacian nó đã đạt tối đa rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục luyện speed của Charizard nha. Phía kia có một cái đen gì đó các bạn ạ. Pokemon gì đây? Hello, đây là Frizzy. Bắt luôn, chưa có là bắt hết. Cái vùng này nó cũng nhỏ nhỏ à ha. Không có khủng lắm. Xa xa có cái gì vậy? Shroomit. Em này nãy bắt rồi thì phải. Molun. Em này em gì đây? Đây là... Ủi, trời, sao giống mạch tuột quá vậy? Giống mạch tuột quá hen. Bắt luôn. Và thành công. Trời, nãy giờ sương sương chúng ta cũng được 14% Pokédex rồi đó. Để mình đi vòng vòng coi thử cái Pokemon nào lạ không. Ô, đây. Bên này thấy có một Pokemon nào đó rồi nè. Trốn ở đâu đây? À, đây là Rillum anh em ạ. Bắt luôn. Ngại ngùng gì nữa. Và Whipbon. Ui, không thành công rồi. Đằng đấy. Nếu vậy thì chúng ta đổi qua Zangu đi. Còn sweep em thôi. Trời ơi, ru ngủ luôn. Chơi gì lầy quá vậy. Trời ơi, ru ngủ còn có máu người ta nữa. À, chơi hút máu hả? Ghê gớm đấy. Ok, cho hút máu luôn.
Mình sẽ chỉ hồi máu cho Zangu thôi. Rồi, hết chiêu rồi nha. Lại ru ngủ nữa hả? Hoài vậy? À đây rồi, trội lại ru ngủ nữa. Chơi quá lầy rồi các anh em ơi. Chắc mình bắt luôn bằng Woodborn rồi, Dustborn rồi. Dustborn ra trận. Và lần này... À chưa được. Ê chà, khó chịu quá nè. Tiếp tục là Dustborn nha. Nếu mà không được thì chúng ta nên chuyển qua Thunderbolt á. Và lần này... Yes! Ít ra nó cũng phải như vậy chứ. Cái gì đây? Đây là Mac Mushroom. Mình cũng không biết công dụng nó là làm cái gì nữa các bạn ạ. Ai biết thì nhớ comment cho mình nha. Em Swirlit này mình chưa có hả? Bắt thôi. Và thành công. Trời nó phải như vậy. Chúng ta được thành tựu bắt 10 Pokemon hệ tiên hả? Onslaught này à, bắt tập trước rồi. Dĩnh cứ tỏ nghe chưa. Uầy, các em cua nấm nè, cua nấm hình mình chưa có. Harad. À, chưa có thì bắt cho nốt luôn. Tiếp tục là Whitbon nha. Và thành công. Trời ơi. Cái mắt mất rung để làm cái gì ta? Ủa cái gì mà có hai cái đen xuất hiện liên tiếp vậy? Ôi. Cái này của em gì đây? Nhìn ghê quá. Một cái đen 4 sao anh em ạ. Nhìn kinh đấy. Ồ, đây là Rimaria. Trời ơi, lâu lắm mới gặp lại em này. Thôi thì tiễn dòng em lên đường luôn. Trời ơi, một khúc máu nha. Ồ, 6 cái giáp. Ghê thế. Rimaria, tiếp tục rinh một phát nữa. Mất được một cái giáp rồi nè. Hai cái giáp nè. Trời ơi, trâu quá anh em ạ. Em ru ngủ số Teon rồi. Tiếp tục run phát nữa coi. Vẫn tiếp tục mất hai cái giáp. Chưa được. Trời ơi, sao ghép tôi với lại cái đội hình này nhìn nó yếu quá vậy. Rồi, lấy luôn hai cái giáp nữa coi. Đây rồi, hết giáp nghe chưa. Nãy giờ là cấu đã rồi đúng không? Giờ thì tôi cho ăn hành lại nghe chưa? Rinh đâu? Rinh một phát cuối nào? Đây rồi, trời ơi, còn 8% à. 5 tên chưa vậy ta? Nhưng mà em sắp biến mất quá vậy. Rồi, rinh phát cuối. Phát này quyết định nghe chưa? Ui, em rớt cho mình một cái Fairy One và Red Candy. Ok. Cứ Nestball mà vả thôi anh em ạ. Pokemon hệ nước mà. Nhờ 4 sao thì hơi khó đấy. Ê, vẫn thành công nè. Ngon. Ui, trên này có một cái đen gì vậy? Hay là Pokemon gì đây? Hệ giác đấu anh em ạ. À, em đây là Clubbers. À, tuột. Em này mình nhớ em có nhiều dạng lắm nè. Racy by Blade. Ôi ôi, nửa cây. Mất luôn cái giáp còn lại đi. Đây rồi. Cho dãnh của tỏi luôn nha. Lên đường luôn. Tiễn dông đi luôn nè.
Dảnh củ tỏi nghe chưa. Em này thì hệ giác đấu anh em ơi. Đất spawn thử coi. À thành công luôn. Ui, ui, trời trời trời. Chơi gì người ta thách đấu mà vẫn là mất máu người ta luôn. Lầy vậy. Bên đây mình thấy có mẹ một cái mod gì đó nè. À em này là Among Us, tiến hóa của fungus nha các bạn. Quýt bên ra trận Among Us. Quýt bên thành công luôn, ngon lành. Ui 15% Pokédex đã xong. Ui phía bên này có một em cua cấp 2 luôn. Em này là Parasect. Cái này mình cũng chưa có luôn. Chưa có thì cứ xả Whitbon ra thôi. Wow. Tính ra Pokemon ở cái vùng này nhiều phết nhờ. Nhiều dạng lắm á. Ôi, chưa thành công. Càng đấy. Chưa thành công thì đổi thử qua Sengu thử coi. Giống đổi qua là hẹo luôn vậy. Liverpool thử nè. Và Liverpool thành công nha. Thôi mình nghĩ là đi ngủ một phát đi. Trời nó sắp sáng rồi, đi ngủ cho hồi phục lại sức khỏe của Pokemon cái đã. Một em rắn lá. Đây rồi. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại những em như thế này đó. Chà, đỉnh đấy. Đây là survive nha các bạn ơi. Trời ơi. Là vập lùm em thôi. Vẫn chưa dảnh của tỏi. Cái bộ khó à. Tiếp tục. Rồi, lần này thì dảnh của tỏi. Ultra Ball thử đi. Không được thì cũng chịu à. Trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp những em như thế này á. Trốn tôi hả? Tôi thấy rồi đó. Mà trốn được tôi. Đây là Boss Greedent nha. Sacrisaw em thử thôi. Trời ơi. Juicy nhe lắm. Xài Behemoth Blade thử coi. Ủa skill này cũng chưa xi nhê luôn. Ít ra cũng phải 3 chiêu mới chết rồi anh em ạ. Ôi Moonblast không gây được nhiều sát thương. Ây chà. Dảnh cứu tội với tôi nghe chưa. Trời ơi. Em rớt cũng đồ bình thường thôi. Không xịn cho lắm. À cái vùng này phát sáng. Trời ơi. Cứ tưởng cái gì vậy. Hello. Boss gì nữa đây. Em này mình có chưa nhỏ. Pony Brad. Không biết có chưa nữa. Thôi thì tiễn dòng em lên đường thử coi. Ôi ôi tôi xài nhầm chiêu rồi. Đáng lẽ phải xài chiêu hệ tâm linh chứ. Năm cái giáp anh em ạ. Hơi căng đấy. Ôi à, lâu quá vậy. Rồi mất hết giáp rồi nè. Trời ơi, nó còn đai nữa mắt em EV Linh nữa chứ. Trời ơi. Pony Brat. Vậy mới tới như đây thôi. Chết rồi. Moonblast em thử đi. Trời ơi, chỉ có 5 cái giáp lại nữa.
tiếp tục Moonblood em nữa thôi. Mem hệ tâm linh hoặc là hệ tiên á sẽ đánh nhân 2 sát thương được đối với hệ giác đấu đó các bạn ơi. Moonblood phát nữa coi. Và lần này dánh của tỏi chưa? Dánh của tỏi nghe chưa? Bắt luôn bằng Nestborn nào. Ủa, em này rớt Gold Bottle Cap. À, vật phẩm này hiếm nè các bạn. Ôi, vật phẩm này cực kỳ hiếm luôn nha. À, nói chung cũng ngon lành ấy. Mình nghĩ lên là hồi phục sức khỏe lại cho Zacian đi. Ô, Evito spawn kìa. À, từ từ lên đường lẹ. Ui cha, Evito anh em ạ. Wow, mình có Sonic rồi thì lần này thì Evito xuất hiện nè. Đây rồi, Zengu ra trận nha. Em Evito này á là hệ bay và hệ bóng tối các bạn ạ. Để mình kiểm tra coi. Hệ bay thì chúng ta có thể sử dụng hệ điện, hệ băng được nè. Hệ bóng tối thì chúng ta có thể sử dụng được hệ giác đấu. Ôi sao nó ngược ngược nhau vậy? Hệ bọ. Hệ tiên. Thử phát hệ bọ không ta? Để mình phone sweep thử coi. Mình sợ em cấu máu đau quá thôi. Mà nếu cấu không đau thì chúng ta có thể phone sweep cả ngày được. Wow, em này bay cao quá, bay thấp thấp xuống rồi. Hay quá, chúng ta có thể phone sweep được nè. Ui, em không có đánh lại Zengu hết ta. Không xài chiêu sát thương lên Zengu luôn. Em đang có chiêu double team nè. Tiếp tục là phone sweep nữa coi. Đó, phone sweep đang rất là hiệu quả nha. Nãy giờ em xài chiêu double team hoài à. Tiếp tục lại là phone sweep nữa nè. Wow, xịn so vậy. Dạ dạ. Đánh cũng căng đấy. Em có cái chiêu ghost này nè. Chiêu ghost thì nó cũng gây sát thương rất là cao đó. Ui, các bạn thấy chưa, critical hit luôn kìa. Hồi máu lại cho Zengu thôi. Cái gì vậy? Cái gì đau vậy? Trời ơi, dánh của tỏi luôn Zengu của tôi rồi. Nhanh chóng trị thương cho Zengu mới được. Phải nhanh các bạn ạ. Em này có vẻ khá là căng thẳng đấy. Ok, để mình đổi qua lại Zengu ra trận nha. Tiếp tục phone sweep tiếp nào Zengu ơi. Không sao, chắp có máu luôn. Phone sweep. À, ây à. Ây da, em này được thế nhờ. Em này có chiêu Grot đây mà. Chiêu Grot này hồi máu lại. Tự bút máu cho bản thân. Ui, vãi trưởng thật. Giờ sao đây? On Wisp tiếp à? Chiêu Grot đó số lượng sử dụng nó bao nhiêu vậy ta? Số lần sử dụng của chiêu Grot nó sẽ là 10 lần. Nãy đến giờ nó xài 3 lần rồi đó. Thì mình chấp nhận mình câu luôn. Đây rồi, 4 lần rồi đó. Ui à, căng thế anh em ơi. Kiểu này chắc mình bắt luôn quá. Không còn đợi chờ nổi rồi. Amobon ra trận đi.
nó hủy bóng liền. Ghê quá. Nó tiếp tục xài chiêu cross nữa kìa. Rồi, để mình coi. Dạ, sao nhấp nhầm với cái quả Master Ball vậy? Master Ball nó để dành anh em ơi, không có bắt sớm như vậy được. Ui da, đau đấy. Hai quả Thumb Ball không thành công rồi. Quả thứ ba coi nào. Cố lên. Và lần này... Ừ. Ủa? Chỉ cần ba quả Thumb Ball thôi. Trời ơi, làm nãy giờ mình rùm ra quá. Trời ơi. Yes. Chúng ta đã bắt được Ivetho rồi nha các bạn ơi. Quá đã luôn. Ủa, nãy giờ làm suy nghĩ rùm ra ghê á. Cái cấu máu nào là phone sweep các kiểu đồ. Ê, em làm gì đây? Một cái môn hệ thép và hệ bọ hả? Tôi cho hệ lửa ra là nhân 4 sát thương luôn rồi. À, Wumadam. Lava Plume em thôi. Dảnh luôn không? Một cái giáp. Ồ, chỉ mới được một cái giáp thôi. Rồi, lần này thì cho dảnh của tổ được nè. Đấy đâu, dảnh của tổ nha, Wumadam. Hệ bọ thì chúng ta cũng có thể bắt bằng Nestbone được nha các bạn. Hệ bọ hay là hệ nước đều có thể sử dụng Nestbone được hết. Nhưng mà thành công hay không thì hên xui. Wow. Trời, chỉ có 3 quả Thunderbolt mà mình bắt được luôn đó. Ui, em này trừ Special Attack nhưng mà cộng Special Defense. Em này có được Double Team hả? Gust, Rod và Air Slash. Coi kích thước em coi. Dạ, cái gì vậy, cái gì vậy? Mới ra khỏi hội quán mà nó kiếm chuyện với tôi rồi. Wow, em này cởi thứ coi. Ui, cởi nhìn bay rất là đẹp luôn nhưng mà không có thấy đường anh em ạ. Wow, Ivetho đã có. Quá là xịn xò luôn. Ui, đẹp chưa? Thế là bộ đôi X và Y đã có rồi nha. Wow, xịn xò luôn. Thời khắc này là chúng ta chờ đợi Kyogre xuất hiện thôi nha. Nhưng mà trước đó thì mình đi bắt một vài Pokemon mình chưa có cái đã. Như là em Drillit màu hồng này nè, chưa có nè, bắt luôn. Whipple ra trận. Rồi, để coi. Trời ơi, dưới biển nhìn nó ghê quá. Ôi ôm à. Đấy rồi, thành công luôn. À, em Finneon này mình có chưa ta? Chưa có luôn hả? Ủa, tính ra anh... mình chưa bắt nhiều Pokemon chứ bộ ha. Cái này là phải nhanh chóng để nhanh tiến độ chứ không là không có kịp các bạn ơi. Gần 1000 Pokemon lận. Không thì biết bao lâu chúng ta mới đạt được 100% Pokédex. Rồi, Finneon. Thành công luôn. Còn nữa không? Ui, có mấy em Golden nè. Ây da, hụt rồi. Ứng lại Golden. À, quang bóng vẫn còn dính lắm nha. Đó rồi. Mình đang càng ngày càng chìm xuống rồi. Sợ quá. Game này nó không làm cái cơ chế tự nổi lên ha. Đang bắt một cái mon mà chìm xuống vậy hết hơi rồi sao. Đây rồi. Bắt thành công luôn Golden nha. Special Attack. Đây rồi, Kyogre spawn rồi anh em ạ. Trời ơi, không uống công chờ đợi. Nãy giờ. Đâu, em nó đâu? Hả? Ờ. Sao thông báo spawn mà không thấy ở đâu hết vậy? Có dưới chân mình không? Trời mưa không thấy anh em ạ.
Ôi, tối lắm mọi người ạ, à, không có thấy đường ở đâu hết trơn hết à. Báo khai Gorspawn mà không thấy đâu hết trơn luôn á. À đây 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 đây. Ui trời ơi. Nhìn nè. Ui, phải cái trưởng thật. Ê, bơi chậm lại, bơi nhanh quá. Ê, da, da, sắp hết hơi mình rồi. Đứng lại. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm thấy được Kyogre các bạn ạ. À. Trời ơi, tao nói nó tối ôm luôn, không có thấy cái gì hết trơn hết á. Rồi, Whitball sẽ là quả đầu tiên nha. Ok. Trời ơi, mình bị lặn xuống tuốt ở dưới luôn rồi. Tối quá, không có thấy đường. À da, em này làm tê liệt luôn cả Sangu rồi. Kyogre em này là hệ nước đúng không? Hệ nước thì dùng hệ cỏ với hệ điện. Mà mình không có. Dùng hệ bọ thử đi. À, hệ bọ được nha. Tiếp tục một chiêu nữa hệ bọ. Ây da, da. Ok. Tạm ổn anh em ạ. Mình sẽ hồi lại máu cho Kai, cho em Sangu đi. Bị liệu luôn Kyogre. Trời ơi. Trời, cuối cùng nó cũng hết mưa luôn rồi nè. Trời ơi. Nãy giờ nó quằn mình vãi cái chưởng thật. Ok, giờ thì phone sweep em này thôi. Ui, đau 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 đau. Đau đấy, đau đấy. Tiếp tục. Hồi phục lại cho Zangu coi. Hy vọng là không hiệu. Ây quá, không hiệu rồi. Rồi, lại hồi phục tiếp cho Zangu. Mặc dù ống áo của mình hơi đau đó. On sweep tiếp tục nè. Da, trời ơi. Game này căng đấy. Tiếp tục phone sweep nữa thôi. À, cũng tạm tạm. Ôi da. Mỗi lần nó quánh như thế này thì thốn mình đấy. Kiểu này nó cũng không ổn lắm các bạn ạ. Latrier có thể ra làm tăng cơ một tí được nè. One sweep tiếp tục. Rồi. Ok. Mình nghĩ là đạt được cái số lượng máu nó cũng ổn rồi đó. Giờ thì đi bắt thôi. Theo mình đánh giá thì chúng ta có thể sử dụng hai cái loại bone. Đó chính là Heavy Bone và Dive Bone cho em Kyogre này. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng trước Heavy Bone thử nha. Rồi thử công dụng nó như thế nào. Có ok không? Rồi, quả Heavy Bone đầu tiên. Không thành công và hẹo luôn cả Zangu rồi. Rất là căng thẳng anh em ạ. Tiếp tục. Quả Heavy Bone thứ hai. Căng đấy. Không có đùa được. Heavy Bone. Ôi giời, cũng không thành công. Ok. Quả thứ ba. Mình sẽ spam 5 quả Heavy Bone một lần nha. Coi thử nó như thế nào trước đã. Ui, vẫn chưa được. Sashian bị cổ máu đau đấy. Tiếp tục quả thứ tư. À, giờ trời nó sáng luôn rồi. Trời, từ tối tới sáng luôn á. Em Kyogre này thì chỉ xuất hiện khi mà trời nó mưa thôi các bạn ạ. Ok. Rồi, Heavy Bone không được phải không? Chuyển qua Dive Bone. Máu nó thấp như vậy mà còn không được nữa. Các bạn comment là nên để trạng thái của các em Pokemon về tê liệt á, thì bắt nó sẽ dễ hơn. Vậy thì mình phải kiếm một cái chiêu nào đó gây tê liệt mà không gây sát thương nữa. Chắc phải vậy rồi. Rồi, Dive Bone không thành công rồi nè. Tiếp tục là Dive Bone. Tại vì Dive Bone tỷ lệ nó cũng là 3.5 thôi. Heavy Bone này tỷ lệ nó cao hơn một tí anh em ạ. Ui cha. Căng đấy, căng đấy. Thôi 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 thôi, hồi lấy máu thôi. Rồi, ok. Đó, biết ngay mà.
Hồi máu cho Zangu cái đi. Trời ơi. Rồi, cho kỳ phùng địch thủ ra nè. Raiden ra trận. Heavy Bone. Trời ơi, Heavy Bone cố lên nào. Và lần này á, yes. Trời ơi. Ui, hết bong bóng anh em ạ. Cho Raiden ra thì lại thành công. Ảo ma Canada thật á chứ. Trời ơi, còn gì xịn sò hơn nữa. Đây rồi, lần này thì học chiêu. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra em Kyger này kích thước. Ôi, kích thước nhỏ, trời ơi, bị trừ speed rồi, xui luôn. Về phần em Evito thì em sẽ có chiêu Oblivion Wind. Đây là cái chiêu mà đặc quyền của em nha. Ngoài ra thì mình sẽ học thêm cho em chiêu Shna này nè. Chiêu Rod thì mình nghĩ là giữ lại đó. Mình học chiêu gì nữa ta? Giờ thì học chiêu Hurricane với em đi. Về phần của Kyger thì mình sẽ học chiêu độc quyền của em là Origin Pool nha. Đây. Tiếp theo là mình sẽ học luôn những cái chiêu như là Waterfall hả? Em có Waterfall không? Chiêu hệ băng không? I-Beam. I-Beam cũng được. Waterpool thì tỷ lệ chính xác nó nhiều hơn Avatel. Ok, rồi. Nói chung thì trong tập ngày hôm nay mình rất là may mắn luôn khi đã thu phục được hai em Legendary. Một là Evento và em thứ hai là Kyger. Trời ơi, em Kyger thì để mà xuất hiện thì hơi khó một tí. Tại vì phải trời mưa nè và buổi tối nữa. Những vùng biển sâu thì em mới xuất hiện lận. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!